Tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng đến với trận đấu tranh tấm huy chương vàng ở hạ cân dưới 75 kg giữa võ sĩ của Malaysia Sam Meradan. Ở trong trận đấu này thì Sam Meradan trang bộ trang phục đai đỏ, trong khi đó thì võ sĩ của nước chủ nhà Panisot trang bộ trang phục đai xanh. Khi mà cú đá của Sam Meradan đã không được tốt và để cho kg trên Lê Tấn Đạt của chúng ta đã để thua ở bán kết. Mặc dù vậy thì anh không thể có mặt trong những trận đấu chia hạng bởi vì Trần Lê Tấn Đạt đã bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Lợi thế mong manh vẫn đang thuộc về võ sĩ của Campuchia, vẫn đang là 1-0. Trận đấu vẫn còn khá nhiều thời gian để cho võ sĩ của Malaysia khi mà khoảng cách điểm chỉ là 2 điểm. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống. Điểm số vẫn đang được giữ nguyên. Chỉ còn lại 1 điểm nữa thôi cho võ sĩ của Campuchia. Điểm số vẫn đang là 4-3. Khoảng cách rất mong manh, chỉ là 1 điểm mà thôi. 4-3. Chỉ là 1 điểm mà thôi, còn lại hơn chục giây nữa thôi. Cả hai đều có điểm trong tình huống vừa rồi. 6-5, còn lại rất ít thời gian. Tiếp tục là những tình huống tấn công của võ sĩ Campuchia. Không dễ để có điểm như vậy là trận đấu đã kết thúc. Võ sĩ của Malaysia đã giành chiến thắng rất kịch tính trước võ sĩ của như vậy. Võ sĩ của Malaysia Sam Meradan đã giành chiến thắng dưới 75 kg tấm huy chương vàng của Malaysia.